đấy, trước khi sử dụng nhá, bác lấy một con máy này về, bác mua một chai nớt của động cơ xe máy ấy. Đấy, ra cửa hàng xe máy ấy, bác mua, bác đổ đầy cái chai nhớt này vào cho. Đấy, đổ nhớt xong rồi ở cái này có lỗ thì mình đổ thêm một ít nhớt vào trục này thôi, để nó trơn trục ngay lúc đầu thôi. Đấy, trước khi sử dụng nhá, mình nom đây công tắc mở này, tắt mở này, đây là ợp này, on ở dưới, mình mở on lên. Đấy, còn đầu bên này nhá, đầu bên này là cái chỗ này là tay ga này. Đấy, tay ga này, mình cứ cho nâng chừng thôi, cho nâng chừng đã. Còn đây, đây ở nút thứ hai, nấc thứ hai nhá, nấc thứ hai là gió, mình phải hất gió ra để khóa lại. Đấy, thứ ba là cái ga, cái này là cái xăng, mình cứ để vậy nhá. Thì xăng mình chỉ đổ tầm 2/3 bình thôi bác nhá, 2/3 bình đã, cứ đổ dần 2/3 bình này. Đấy, còn ví dụ cái này thì cái cần này bác ngâm trực tiếp xuống nước luôn, giật nổ luôn, không ảnh hưởng gì cả, không cần phải nhấc lên cả, cứ ngâm trực tiếp luôn. Đấy, bây giờ mình mở on đây rồi nhá, mình mở khóa gió nè, hất gió ra là khóa nhá. Khi mình nổ máy lên được rồi, bắt đầu mình điều chỉnh gió về giữa để lấy gió. Đấy, khi nổ được rồi nhá, đây này, đây khóa và đã để giật nổ đây bác nhá. Ống này ống phi 60. Đấy, mình đứng đây thì nó phun ra cho bác là rơi vào là hơn 3 mét nữa, 3 mét nữa. Còn bây giờ sẽ test luôn, thử cho bác chạy ga cao luôn nhá. Có cả lưỡi dao, dưới đây em đang lưỡi dao còn hết rồi thì mới bùn rồi. À, bây giờ test cho bác là lên ga, ga kịch của nó nhá. Máy xăng thường các bác nhá, nói chung thường thì nó là hàng Trung Quốc hay hàng liên doanh các thứ, thì nó chỉ là nếu mà máy này mã lực chuẩn của nó thì nó cứ rơi 4-5 HP hàng thường, là bác hút cho hộ gia đình nhỏ này, ao nhỏ đấy. Còn nếu bác nào muốn hát hút dịch vụ hay là làm cái máy bền ấy, dùng hàng chính hãng của Honda thì máy nó còn khỏe gấp đôi này, nó đẩy được khoảng 150-200 m, ống phi 80, vùng đặc trệt đặc quánh lên bình thường không cần nước. Đây, con này kể cả bác đẩy không cần nước trong phạm vi 20-30 m là bùn không cần nước vẫn đẩy bình thường. Chỉ tội nó lâu hơn thôi, mình cứ cho nước vào thì nó sẽ nhanh hơn. Các bác nào muốn lên vườn mà không cần nước nó tràn đi thì mình cứ bùn đặc sệt luôn, không cần nước. Đây các bác nhìn này, nhiều bác bảo là máy nó khó giật các thứ, nhưng chắc do mình chưa biết sử dụng thôi. Đấy, máy em giật rất nhẹ nhàng, một phát lên luôn. Máy cứ chạy êm bình thường. Êm, các bác sử dụng thì muốn êm ấy, các bác nót thêm một cái tấm xốp nhẹ ở dưới đế nhé, bất kỳ một ga nào đế cho nó êm. Mình cứ nót về động cơ thì chạy nó rung thì mình cứ kê vào đấy cho nó êm, chạy máy cho nó bền. Đấy, đây ga này, em đang ga 20% của máy này. Cứ chạy các bác nào muốn hút nước thì mình sử dụng được hút nước, cứ chạy tầng 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 vậy cho nhiên liệu nó tiết kiệm để hút nước. Thằng này dao động nó khoảng 50-100 khối một giờ từ ga nhé. Chào bác nhé, đây mà hàng còn hàng thường thôi.
Hello, xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay khách hàng của Vinmark có mua một chiếc máy hút bùn khung xăng. Tiện em sẽ lên review cho quý cô chú anh chị cùng các bạn. Những ai đang tìm mua một chiếc máy hút bùn, tìm cái giải pháp cho hút bùn ao thì mọi người có thể ở lại video này với em. Với cái sản phẩm này thì khách hàng yêu cầu lắp động cơ xăng 6.5 HP của thương hiệu Zestman, công suất là 6.5 HP và cái khung dài 2m2. Cấu tạo của khung hút bùn sẽ gồm một cái trục dài, đây là bộ phận đầu cánh quạt. Chúng ta có thể là sụp bùn theo máy thì sẽ có một cái lưỡi xoắn và một cái lưỡi là sử dụng để cắt hoặc chém rác. Tháo ra cho khách hàng của chúng ta cùng có thể nhìn thấy cận cảnh luôn. Lưỡi xoắn để hút và đây là lưỡi chém. Để ao có nhiều rác, nhiều lá cây thì mình sẽ chém để cho nó nhỏ để không bị tắc trong hệ thống bùn hút. Phụ kiện của máy sẽ nằm ở đây. Sản phẩm này khách hàng yêu cầu là đầu ra 76. Ngoài ra thì khách hàng có nhu cầu làm đầu ra 60 hoặc là đầu ra 90 hoặc lớn hơn là 110 thì bên em vẫn làm. Người có thể mua các cái bạt xả để chúng ta có thể đẩy được bùn, đẩy được nước ra ngoài. Khách hàng nào mà mình tận dụng để mình có thể là bơm nước, đẩy nước thì cũng hoàn toàn có thể đẩy được. Khung bệ ở đây là khung bệ chân xăng. Đây là cái ghế mà chúng ta sẽ để cái động cơ xăng lên, vì vận chuyển nên là sẽ để này cho gọn, còn khi về mọi người sẽ tháo ra. Đây là cái vị trí gắn trục vào và khởi động động cơ thì là trục sẽ quay động cơ xăng này. Chúng ta sẽ khởi động giật nổ. Và ngoài nhiên liệu xăng thì quý khách hàng lưu ý giúp em một vấn đề, đó là trong quá trình mình sử dụng máy thì mọi người sẽ phải cho nhớt bôi trơn động cơ, nhớt làm mát động cơ ở vị trí này. Việc sử dụng động cơ xăng này thì cái máy hút bùn này của chúng ta có thể di chuyển ở những nơi mà chúng ta không có nguồn điện thì mọi người có thể sử dụng cái này, nó rất là linh hoạt. Với một chiếc máy hút bùn cần cứng động cơ xăng 6.5 HP này, 1 giờ mình có thể hút được từ 8 cho đến 10 khối, hiệu quả, tiết kiệm chi phí thời gian. Ngoài sử dụng động cơ xăng, nhiên liệu bằng xăng thì mình có thể sử dụng nhiên liệu đầu nổ bằng dầu hay là sử dụng bằng nguồn điện, bằng motor điện. Quý khách hàng còn có thể sử dụng với các cái loại cần mềm, cáp mềm 4m, 6m hoặc là 3m khác nhau, phù hợp với công việc của mọi người. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý cô chú anh chị cùng các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.